Đi đi, Hay. sao anh không đứng lại? Đó. Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em? Hay quá. Mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sâu, không nhìn vào mắt sâu? Những chuyện buồn quá mau, xin anh thôi nhắc lại. Em ngu ngơ vụng dại, anh mơ mộng viển vông. Đời sống nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi sóng, đưa tình về cuối sông. Em bảo anh đi, em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em? Hay quá. Hay mà chị hát cũng rất hay. Chút nữa đó là chị hát chị cầm cái roi này. Thấy anh, thấy anh đồng nghiệp thấy không? Dạ. Rõ ràng nghe bài hát mới thấy rằng người phụ nữ nói cái gì mình đang nằm đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không hiểu cái roi. Em bảo anh đừng chạy mà sao anh đi lui vậy? Đúng đúng. Thấy chưa? Dạ. Thành ra mình phải học cái này đó. Anh đang gì hợp nó vừa trong có lần mình đi chơi, nói bà vợ nói tôi đi chơi với bạn đó. Đi 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 đi. À. Anh nghe anh đi đi là chết. Chết ra. Làm ngược lại. Làm ngược lại. Cái bài hát mình dạy cho mình nhiều thứ. Công nhận bữa nay tôi tới đây tôi học được nhiều thứ. Phụ nữ nói vậy chứ mà không phải vậy đâu. Anh Dũng. Bây giờ tới Hồng Hà anh. Phần hai của chương trình. Để cho chị Nga, chị Nga chị hát đi. Dạ thôi không chị Nga là nằm trong phương chương trình phần hai của chương trình thì dạ. Đông Nguyên làm mic mic MC chương trình anh Đông Nguyên đây chương trình dạ dạ, dạ.